audio tròn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 291 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio tròn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên con đường đi đoạt lại hồng mông huyền thiết, Phan Lâm nhìn ra bên ngoài cabin không ngừng nỉ non nhất định phải chặn chúng lại nhưng vào đúng lúc này thần sắc của anh đột nhiên cứng đơ như là nghĩ tới điều gì đó anh mạnh mẽ lấy những tấm hình kia ra quan sát lại một lần nữa chỉ một thoáng con người của phan lâm phóng đại sắc mặt trắng bệnh thất thanh hô lên không ổn trúng kế rồi nhân viên phân tích nhân viên phân tích ở đâu phan lâm lấy lại tinh thần kêu lên thảm thiết mọi người lại càng hoảng sợ anh anh lâm sao sao vậy ạ à? Nhân viên phân tích được Trương Thất Dạ gọi tới, kinh ngạc hỏi. Không được đi tới Quang Thành nữa. Chúng ta trúng kế rồi, trúng kế điều hồ ly sơn của bọn chúng. Nhanh, nhân viên phân tích mau giúp tôi. Nhà chính của nhà họ Phan có phải có lộ tuyến rút lui an toàn khác hay không? Nhanh lên. Phan Lâm gào thét thảm thiết. Da đầu của mọi người đều tê dại. Bản đồ, mau đem bản đồ tới đây. Đội trưởng của đội phân tích vội vàng hô lên. Mọi người mang bản đồ tới đặt trên mặt đất. Anh Lâm, đây ạ, à, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trương Thất Dạ khó hiểu hỏi. Tôi sơ xuất quá, tôi chỉ chú ý tới vết thương trên người của bọn họ, nhưng không chú ý tới dáng đứng của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ, thậm chí là đội hình của bọn họ." Phan Lâm cắn chặt hàm răng nói. Trương Thất Dạ sừng sốt, lập tức cầm lấy những hình này lên xem xét kỹ càng lại một lần nữa. Một lát sau, anh ta bừng tỉnh đại ngộ, nhánh đội ngũ của nhà chính nhà họ Phan này quá lòng lèo đúng lòng lèo nếu như bọn họ đã chiếm được hồng mông huyền thiết nhất định sẽ vô cùng cảnh giác thận trọng nhưng bọn họ không có ngược lại kỷ luật của bọn họ rời rạc đội hình phân tán căn bản là không giống như là đã chiếm được hồng mông huyền thiết cho nên hồng mông huyền thiết tuyệt đối không ở trên người của bọn họ đội ngũ này chỉ là con mồi hấp dẫn chúng ta đội ngũ thật sự áp giải hồng mông huyền thiết nhất định đã sắp tới gần nhà chính nhà họ Phan rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, người xung quanh vừa nghe đã hết hồn. Kiếp tân cốc. Lúc này, đội trưởng đội phân tích đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng hét lên. Một, một đội ngũ khác muốn rút về nhà chính nhà họ Phan, nhất định phải đi qua kiếp tân cốc. Huỳnh Lam lập tức chuyển hướng đi kiếp tần cốc. Phan Lâm quát lớn. Anh Lâm, nơi đây không có chỗ dừng máy bay. Huỳnh Lam khóc không ra nước mắt không cần dừng đâu đến kiếp tân cốc rồi tôi trực tiếp nhảy khỏi máy bay phan lầm quát tháo huỳnh lam sừng sốt một chút chậm chạp gật đầu đại khái nửa giờ sau máy bay đã đến gần kiếp tân cốc lập tức mở cabin chúng ta nhảy xuống phan lầm lập tức chuẩn bị sẵn sàng đầm ngân châm lên toàn thân gia tăng thực lực lại móc ra vài cái túi ngân châm vừa mở ra tiện đà cầm lên trên tay từng ngân châm như ánh sáng đâm vào những cường giả ở xung quanh. Chỉ một thoáng, đám người nguyên tinh Tào Đức Duy, Trương Thất Giả, Bạch Thiếu Quân, khí lực của mỗi người đều tăng lên một cách nhanh chóng. Lần này, Phan Lâm cũng không có ý định giữ lại. Nếu như suy đoán của anh không sai, một nhóm người của nhà chính nhà họ Phan kia nhất định có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một khi sơ xuất, khả năng vạn kiếp bất phục. Về mặt của mọi người cũng rất nghiêm trọng bọn họ biết được đây là một trận đánh ác liệt anh lâm huỳnh lam từ trong khoang điều khiển nhô đầu ra phan lâm gật đầu người ở bên cạnh mở cửa cabin luồng không khí tràn vào anh không do dự trực tiếp nhảy khỏi máy bay rơi xuống kiếp tân cốc một đám cường già của dương quang theo sát phía sau anh trong khu rừng của kiếp tân cốc vang lên những tiếng nặng nề khiến cho đàn chim sợ quá mà bay đi mất mọi người bình yên vô sự nhưng sau khi hạ xuống thì lại hết sức cảnh giác quét mắt về tứ phía anh lâm chúng ta lập tức mai phục trong kiếp tân cốc há miệng chờ sung sau trương thất giả nhìn bốn phía không có động tĩnh nghĩ đám người nhà chính nhà họ phan chắc là còn chưa tới lập tức nói không không nên bố trí mai phục bên trong kiếp tân cốc trong cốc địa hình hẹp hơn nữa tia sáng mờ ảo bất luận là ai tiến vào bên trong cốc đều sẽ tăng cường cảnh giác đề phòng đến mức tận cùng. Nếu như chúng ta mai phục trong cốc, ngược lại sẽ rất vướng tay vướng chân. Cao thủ của nhà chính nhà họ Phan cảnh giác như vậy, chúng ta rất có thể không được an toàn đâu. Phan Lâm suy nghĩ một lát, khàn khàn nói, chúng ta bố trí mai phục ở bên ngoài cốc. Phía sau kiếp tân cốc sao? Bạch Thiếu Quân nói, đúng, trong cốc không bố trí mai phục, bên ngoài cốc bọn họ nhất định sẽ thả lòng. Cái này không sai, giáo chủ thật là trí dũng song toàn. Nguyên tình lập tức khen ngợi. Đi thôi. Phan Lâm mặc kệ ông ta lập tức đi về phía kiếp tân cốc. Độ dài của kiếp tân cốc khoảng chừng ba dặm. Nếu như không đi qua cốc này, lựa chọn vượt núi chắc chắn sẽ phải đi thêm hơn chục km đường núi nữa. Mọi người đi qua cốc, đi tới một nơi nhỏ hẹp phía sau kiếp tân cốc. Thận trọng ẩn nấp, lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên, trong cốc cũng để lại một người, đó là Bạch Thiếu Quân. Anh ta đứng ngay cửa cốc, một tay cầm một bộ đàm, một tay cầm kính viễn vọng, không ngừng quan sát xung quanh, kiểm tra tứ phía. Nhưng mà xung quanh vắng vẻ, không một tiếng động. Ngoài trừ một vài con vật hoang nhỏ, một chút động tĩnh cũng không có. Cho đến lúc này, xa xa vọng lại một tiếng động nhỏ, hô hấp của bạch thiếu quân căng thẳng, lập tức ẩn nấp thật kỹ. Nhìn thấy một tên võ giả mặc đồ màu xanh đạp không mà đi vọt về phía kiếp tân cốc. Người đến rồi, nhưng chỉ có một người thôi. Bạch Thiếu Quân nói khẽ vào bộ đàm. Một người sao? Mọi người ở sườn núi phía sau cốc đều hoang mang không ngớt. Chắc là người của nhà chính nhỏ phan phái ra để tìm hiểu tình huống. Cẩn thận một chút, đừng để hắn ta phát hiện. Phan Lâm khẽ nói. Bạch Thiếu Quân gật đầu, trực tiếp tắt bộ đàm, an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, một người nọ một mình tiến vào bên trong kiếp tân cốc. Tìm một vòng không thấy điều gì bất thường, lúc này mới quay trở về rừng cây nhỏ. Một lát sau, một đội ngũ 12 người bước nhanh vào kiếp tân cốc. Đây rõ ràng là đội ngũ của nhà chính, nhà họ Phan. Thật sự đến rồi, anh Lâm, thật sự quá mức sáng suốt. Xem ra thật sự là bọn họ đã chiếm được hồng mông huyền thiết. Chúng ta cũng không có phí công vô ích mà. Mọi người kích động không thôi, nhưng Phan Lâm vẫn cao mày nhìn nghiêng qua, Trương Thất giả cũng có vẻ mặt này. Cảm nhận được không? Phan Lâm thấp giọng nói. Có. Trương Thất Giả khẽ gật đầu một cái. Nhà chính nhỏ Phan ra tay mạnh như vậy. Lại còn phái một người có thực lực kinh khủng như thế tới đây. Anh Lâm, sợ rằng chúng ta có bố trí mai phục, thì trận chiến này cũng không dễ thắng đâu. Không dễ thắng cũng phải đánh. Dù các anh liều mạng, chỉ sợ tay gãy chân lìa, thậm chí mất mạng, tôi cũng có thể bảo đảm cứu sống mọi người mà. Phan Lâm chậm giọng nói. Được, đám người gật đầu, ánh mắt vô cùng quyết tâm. Lúc này trong bộ đàm truyền tới tiếng của Bạch Thiếu Quân. Lâm thần y, bọn chúng đến rồi. Mọi người đều cảnh giác. Phan Lâm phất tay. Lúc này mọi người mới tàn ra, ẩn nấp ở bên ngoài cửa cốc. Chỉ thấy nơi cửa cốc có bóng người chợt xuất hiện. Sau đó một hàng tiểu đội từ từ đi xa. Vừa ra khỏi thùng lũng, bọn họ liền tăng nhanh tốc độ chuẩn bị rời đi. Nhưng khi những người này đến gần con dốc nhỏ gần đó, đám người nguyên tinh Tào Đức Duy đang mài phục chợt lao ra lấy tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong bảy tên nhà họ Phan. Mọi người cẩn thận, có biến. Sắc mặt của đám người còn lại của nhà họ Phan đại biến lập tức xông ra vây quanh một người đàn ông trung niên. Gã đàn ông trung niên có một bộ râu dê, vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng. Ông ta cũng không bối rối, mà lạnh nhạt nhìn đám người lao ra này. Đắc mặt không chút thay đổi nói, "Các anh là ai? Tôi cũng giống như đám bọn họ, cũng mang họ Phan." Phan Lâm chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên kia, lạnh nhạt nói, "Gã đàn ông trung niên quét mắt Phan Lâm, ánh mắt bỗng nhiên căng chặt, "Cậu đừng nói là cậu chính là Lâm thần y nha, mau đưa đồ cho tôi đi." Phan Lâm đưa tay ra, không ngờ Lâm thần y lại có thể biết mà chặn đường ở đây xem ra cậu đối với hành động của người nhà họ phan chúng tôi rõ ràng như lòng bàn tay rồi gã đàn ông lạnh nhạt nói mau ra tay đi đồ ông muốn giao ra hay là không đây phan lâm không muốn lãng phí thời gian anh tin chắc chắn là nhà họ phan nhất định sẽ phái viện quân tới nếu như viện quân của nhà họ phan tới đây thì chuyện sẽ hỏng bét nhưng mà gã đàn ông trung niên không lên tiếng chỉ nhìn cao thủ của nhà họ phan ở xung quanh một cao thủ hiểu ý hét lên vọt tới trước đám người nguyên tinh. Một người như vậy hẳn là liều mạng công kích. Đám người không kịp chuẩn bị, bị đánh trúng cho tay không kịp. Ngã trùng niên thì đột nhiên ra hiệu, lệnh rút quân, hẳn là muốn lui về trong cốc. Không tốt, anh Lâm, ông ta muốn chạy trốn. Trường thất giả nói to, lập tức truy đuổi. Ánh mắt của Văn Lâm nghiêm nghị, thần như cuồng long bất ngờ lao về phía ông ta, sát ý tuôn trào chỉ trong một thoáng liền tiến sát vào người gã trung niên muốn một trường giết chết ông ta ngay lập tức sức lực hung ác đánh tới nhưng mà lúc này trên người của gã đàn ông trung niên bùng ra một lực lượng lớn khói độc màu xanh lục trực tiếp nuốt chừng phan lâm và trương thất giả trương thất giả phát ra tiếng gào thét thống khổ khi kịp phản ứng lại đám người đang ngã xuống đất da thịt cả người cũng bị ăn mòn đây là khói độc nguyên tình ngạc nhiên kêu lên Đừng tới gần nó để tôi tới đánh gục ông ta. Phan Lâm quát khẽ, nhìn chằm chằm vào gã trung niên kia. Lại thấy ông ta điên cuồng nhà ra khí độc. Mỗi một tấc da thịt giống như đều phun ra khí vậy. Cộng thêm việc ông ta đứng ở miệng cốc. Gió trong cốc hưu hưu thổi. Khí độc trực tiếp mượn sức gió mà đánh tới, bay về phía mọi người. Trong khoảnh khắc, Phan Lâm đã hiểu ra tất cả. Ông là... Ông là độc nhân sao? Nhà họ Phan giỏi chữa bệnh. Phan Lâm đương nhiên biết điều này, về phần nhà chính của nhà họ Phan không cần phải nói nhiều nữa. Kỹ năng y thuật của Phan Lâm dựa trên cơ sở của nhà họ Phan. Tuy nhà họ Phan có nhiều sách y học cổ, Phan Lâm tin rằng nhà họ Phan có thể đào tạo ra những bác sĩ phi thường, nhưng anh không ngờ rằng nhà họ Phan lại luyện hóa độc nhân. Đây là một phương pháp tinh luyện cực kỳ tàn nhẫn, để tạo ra độc nhân không những phải mang cánh nặng chịu đựng sự tra tấn dã man vô tận mà còn phải hy sinh rất nhiều thứ. Trong sự hy sinh này có cả những mạng người vô tội. Tuy nhiên, không phải là người nào cũng có thể trở thành tế phẩm cần thiết cho thần linh khi luyện độc nhân mà phải tập hợp rất nhiều yếu tố phù hợp để tạo nên điều đó. Thường thì lễ vật để tạo nên độc nhân phải có huyết thống nhất quán và chỉ duy nhất người thừa kế mới có thể làm được điều này. Nếu như nhà họ Phan không tốn quá nhiều nhân lực, vật lực để tìm vật thay thế, thì kẻ hạ độc này chắc chắn đã tự tay giết chết con của mình, sau đó vi tang sát độc nhân. Vì suy cho cùng thì chỉ có cha mẹ với con cái mới có thể chất phù hợp với bản thân mình nhất. Thế nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao những người này có thể tàn nhẫn như vậy? Mọi người, mau chạy đi, Phan Lâm đã bị khí độc tấn công, nhưng không tiếp tục tấn công được nữa, thậm chí không thể phòng thủ mà hét lên với Nguyên Tình, Trương Thất Dạ và những người khác phía sau anh ta. Da thịt của tất cả mọi người đều bị khí độc làm cho mưng mù, máu me bè bét. Còn trần trừ gì nữa mà không quay đầu bỏ chạy. Những cao thủ của nhà họ Phan kia cũng không đuổi theo. Tất cả đều hướng về phía người đàn ông trung niên này. Nhưng trong người bọn họ không có độc. Lúc này, người đàn ông đang đứng ở bên ngoài thung lũng, khí độc tràn ra như gió lốc, ăn mòn cỏ cây hoa lá. Nhưng họ không dám động vào chúng, và chúng chỉ có thể đứng bao vây từ xa, chuẩn bị quét sạch khu rừng. Dường như người đàn ông trung niên này không biết thân thể của Phan Lâm đáng sợ như thế nào. Khi nguyên tinh phân tán, Phan Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên phía trước, hầm hừ một tiếng rồi đi tới. Sao? Người đàn ông trung niên thở gấp, sắc mặt đột biến, lầm bầm. Khí độc từ trong cơ thể hắn lập tức thay đổi, biến thành một màu đỏ chói như máu. Những chất độc này mạnh đến mức có thể khiến đất cát biến thành bùn nước, biến cây cối thành cho tàn. Sắc mặt của một số người nhỏ pan quanh hắn ta thay đổi một cách kinh khủng. Họ vội vàng rút lui, đầy là máu độc. Phan Lâm cảm nhận được độc lực đánh vào người. Hắn bình tĩnh nói đây là loại độc thứ ba mà ngươi phát ra như vậy xem ra trước khi trở thành độc nhân ngươi đã sinh ra ba người con rồi có đúng không ngươi biết nhiều như vậy sao độc nhân khá là kinh ngạc đôi mắt giống lên xem ra huyết độc không thể giết chết được ngươi đã vậy hãy nếm thử độc chết của ta đây mở ra một lần nữa độc lực từ người đàn ông bùng phát tràn khắp nơi màu sắc của độc lực mà hắn ta phát ra lần này thực sự có màu màu đỏ được trộn với màu xanh lá cây và màu xanh lá cây được trộn với màu đen nó giống như là nước thải hạt nhân trực tiếp biến vùng đất xung quanh thành màu chết chóc khu vực này ô nhiễm khủng khiếp e rằng hơn ngàn năm nữa cũng không được phép qua lại gần nếu không đụng vào sẽ chết nhưng phan lâm vẫn bỏ qua độc dược của người đàn ông này độc nhân trọn tròn mắt không không thể độc dược chết người lần thứ tư này của ta có thể bị ngươi bỏ qua sao ngươi ngươi là ai thân thể của ngươi là gì độc chết sao <laughs> ngươi giết bốn đứa con nhỏ của mình phan lâm ngây người nói đừng nói nhảm nữa chết đi độc nhân không cam lòng giống lên và muốn tái chiến nhưng vào lúc này phan lâm đột nhiên vung tay lên nếm thử độc dược của ta đi cái gì độc nhân sững sờ trong một giây tiếp theo, bóng dáng của Phan Lâm đột nhiên di chuyển, nhanh chóng tiếp cận người đàn ông, đồng thời một chất độc màu trắng phun ra từ trong cơ thể của anh ta. Ngay lập tức, nhấn chìm người đàn ông và bao trọn miệng thùng lũng. Không, chủ nhân, người đang gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Vì nhà họ Phan, mau cứu người. Một số người nhà họ Phan nhận ra rằng tình hình không ổn, lao vào độc lực màu trắng với những tiếng gầm thét. Nhưng khi bước vào, họ nhận ra rằng tình hình không ổn. Độc này... Mọi người há hốc miệng kêu gào trong đau đớn. Còn chưa kịp nói mấy câu thì liền ngã xuống đất. Cơ thể từ từ biến mất. Cả người đều đã chết đi. Trước chất độc của Phan Lâm, độc nhân kia dường như cũng không thể chịu nổi. Chờ một lúc sau khi độc lực của Phan Lâm đã tàn đi được đôi chút, lúc này da thịt của độc nhân cũng đã bị ăn mòn đến không còn hình dạng tứ chi đứt gãy vùng ngực cũng đã trơ ra cả xương trắng có thể nhìn thấy cả nội tạng rách nát ở bên trong cả cơ thể cũng chỉ còn lại có một hơi thở yếu ớt e rằng ngay cả độc nhân này cũng không thể nào ngờ được rằng ông ta đã trở thành độc nhân mà trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại độc tố có thể ăn mòn độc chết ông ta đây là loại độc gì chứ cái này cuối cùng thì đây là loại độc gì đây Độc nhân mở miệng khàn khàn hỏi. Huyền độc, ông chưa từng nghe qua sao? Phan Lâm triệt tiêu độc lực, trên mặt không chút biểu cảm nói. Lời này vừa nói ra, con người của độc nhân chợt mở to vô cùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyền độc sao? Đó là loại chất độc cao nhất trong cảnh giới dùng độc. Chỉ có đệ nhất độc nhân mới có thể thúc giục được loại độc lực này. Người... Ngươi làm sao có thể, có thể nắm giữ huyền độc chứ? Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể. Độc nhân gào thét. Ông không biết, không có nghĩa là người khác không làm được. Phản lầm lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn người đàn ông trung niên kia, lạnh giọng nói. Ông vì tu luyện trở thành đệ tứ độc nhân, có thể sử dụng được bốn tầng độc dược kia, chắc hẳn là đã giết không ít người ta đã phải hiến tế bảy đứa con. Bảy người con mà ngươi chỉ tu luyện được tới đệ tứ độc nhân thôi sao? Vậy xem ra thì thiên phú của ông cũng chẳng ra sao. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói, chính xác mà nói thì tôi không được tính là người có thiên phú, nhưng tôi không thể không làm vậy. Tại nhà họ Phan, nếu như cậu không có thực lực tuyệt đối thì ai cũng có thể xem thường cậu. Huống chi, có thể hy sinh vì nhà họ Phan thì chính là vinh hạnh của tôi, chỉ hy sinh bảy người con trai thì có tính là gì chứ? Còn cậu, cậu tu luyện đến huyền độc là đệ nhất độc nhân, chẳng nhẽ cậu lại không giết chết vô số người sao? Cậu có tư cách gì để nói tôi chứ? Mặc dù tôi tu luyện đến cảnh giới huyền độc, đệ nhất độc nhân, nhưng tôi không giết bất kỳ một người nào hết. Phan Lâm nói, cái gì? Nghe Phan Lâm nói vậy, Độc nhân liền ngây người tại chỗ, sau đó có chút điên cuồng nhìn về phía Phan Lâm mà hét lên đầy kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng này. Người nhất định là đang gạt ta, lừa gạt. Muốn trở thành độc nhân thì hoặc là giết người, hoặc là bị người giết chết. Người đã tu luyện tới huyền độc mà không giết người, chẳng lẽ người đã chết trăm lần sau? Cũng không có kém như vậy là bao đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, lời nói đơn giản phảng phất nhưng lại như đánh nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của độc nhân kia không có khả năng tuyệt đối không có khả năng này độc nhân không thể nào chấp nhận được lý do này khản giọng gào thét bị giết hơn trăm lần cái này người bình thường sao có thể làm được đây đây là quái vật người trước mặt này nhất định là quái vật cảm xúc của độc nhân đột nhiên kích động khiến cho độc tố trong cơ thể phát tác nhanh hơn ông ta phun ra hai búng máu, sau đó chừng to mắt nhìn Phan Lâm, rồi chậm rãi mềm nhũn triệt đề tắt thở. Phan Lâm tiến đến trước mặt của độc nhân, nắm đấm âm thầm siết chặt. Kỳ thực, độc nhân này cũng thật đáng thương, thiên phú kém cỏi, chỉ vì muốn có một chỗ đứng trong nhà họ Phan mà không tiếc giết chết con ruột của mình, trở thành độc nhân phục vụ cho nhà họ Phan lại không hề biết rằng cho đến lúc chết thì cũng chỉ là một công cụ của nhà họ phan mà thôi nhà họ phan đáng chết phan lâm cắn rằng quan sát thi thể của người đàn ông bỗng thấy một hòn đá màu đen lăn ra bên cạnh thi thể của độc nhân đây chính là hồng mông huyền thiết bởi vì thân thể của người đàn ông kia bị trúng độc nên bề mặt lớp vò bọc của hồng mông huyền thiết đã bị ăn mòn lộ ra một khối đen nhánh Phan Lâm không dám do dự nữa, lập tức sắp xếp gọn gàng lại viên đá kia, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Lâm thần y. Bỗng từ bên ngoài đám người trương thất giả lập tức chạy tới tiếp ứng. Người của nhà họ Phan đâu? Chết cả rồi. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Ở đây xảy ra chuyện lớn, nhà họ Phan chắc chắn sẽ cử người tới để tiếp ứng. Chúng ta lập tức rút lui, tránh để mọi chuyện trở nên phức tạp. Vâng. Đám người lúc này liền quay người rời đi, biến mất không còn tâm tích. Sau khi nhóm người của Phan Lâm rời đi chưa đầy 20 phút, đã có một nhóm cao thủ lướt không mà đến xông thẳng vào trong kiếp tân cốc. Bên ngoài kiếp tân cốc, khí độc vẫn còn phiêu đãng Dẫn đầu là một nam tử xinh đẹp, nhưng mái đầu lại bạc trắng. Nam tử nhướng mày, sau khi dừng lại liền giơ tay lên ra hiệu. Chỉ một tháng sau, tất cả các cường giả đi sau anh ta đều đứng yên tại chỗ. Nam nhân tóc trắng nhìn màn xương khói lượn lờ ở trong kiếp Tân Cốc, lập tức cau mày lại. Đại nhân, cái này không giống như chứng khí mà giống như là khí độc của con người tạo ra, hơn phân nửa là độc lực của Phan Mâu, độc nhân nhà họ Phan chúng ta. Một người đàn ông bước lên phía trước, ôm quyền nói, "Không, đó không phải là độc lực của độc nhân Phan Mâu đâu." Nằm từ tóc trắng lắc đầu, mặt không biểu cảm nói. Phan Mâu mặc dù hiến tế bày đứa con của mình, nhưng thiên phú của hắn ta lại quá tầm thường. Trước mắt, chỉ mới đang ở bậc độc nhân đệ tứ. Ông ta chỉ có thể phóng thích ra từ độc trong phạm vi ngắn. Nhưng chất độc trước mắt này lại dày trong sương mù, có thể thấy rằng chất độc này vượt xa từ độc của Phan Mâu. Cái gì? So với từ độc còn cao cấp hơn sao? Nếu vậy, chẳng phải là độc nhân đệ ngũ hoặc độc nhân đệ lục hay sao? Phản mâu lần này có lẽ đã đụng phải đối thủ mạnh rồi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi, thấp giọng thì thầm. Trở thành độc nhân đã là điều bất thường, mà độc nhân đẳng cấp cao thì lại càng khó tồn tại. Nhưng càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi thì lại càng khiến người ta kinh hãi. Những người có mặt tại đây đều không muốn đối mặt với một độc nhân cấp độ cao như vậy sử dụng tị độc đan đi vào điều tra một chút xem thi thể của nhóm người phan mâu còn có ở trong làn khói độc kia không nam tử tóc trắng quát khẽ vài tên cao thù của nhà họ phan liền lập tức lấy ra một số đan dược nhét vào trong miệng sau đó thận trọng bước vào trong làn khói độc mặc dù những người cường giả của nhà họ phan đã được dùng tị độc đan nhưng ngay khi chạm vào chất độc trong làn sương mù thì liền phát ra âm thanh thê thảm sau đó thân thể bị ăn mòn tại chỗ, lập tức chết hàm. Đám người nhà họ Phan lập tức giật mình biến sắc. Nam nhân tóc trắng kia cũng bày ra thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lạnh băng. Đại, đại nhân, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người bên ngoài run lầy bẩy hô lên. Đệ nhất độc nhân, huyền độc. Nam từ tóc trắng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Huyền độc sao? Độc nhân đệ nhất u minh sát khu rồi. hữu nhân đồ giật mình kêu lên chuyện này chấn động biết bao huyền độc u minh sát khu bọn hắn chỉ được thấy qua trong thư tịch cổ không cần điều tra nữa lập tức dẹp đường hồi phù nam từ tóc trắng lập tức vung tay không đổi sắc mặt nói nếu là độc nhân đệ nhất huyền độc đặt tới cảnh giới u minh sát khu chặn đường thì đám người phan mâu chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ lập tức Trở về hồi báo, Hồng Mông Huyền Thiết đã bị đánh cắp. Mời gia chủ lập tức tổ chức sức mạnh điều tra kẻ đã đánh cắp Hồng Bông Huyền Thiết. Vâng, thưa đại nhân. Sau đó đám người lập tức rút lui. Cùng lúc đó, Phan Lâm cũng đã ngồi lên máy bay, trở lại Giang Thành. Trên máy bay, anh thở vào nhẹ nhõm, không ngừng vuốt ve hồng bông huyền thiết đã cướp được trong tay. Việc tiếp theo là cần phải luyện hóa huyền thiết này thật tốt anh đã nắm giữ được lưu hòa và hơn 10 loại dị hòa nhờ có hòa trùng nên đã triệt đề hấp thu các loại dị hòa này tiến hành luyện hóa căn bản vốn là chuyện không đáng nhắc đến giáo chủ có huyền thiết này chúng ta có đủ vốn liếng để sánh ngang với nhà họ phan rồi nguyên tinh phấn khởi cười nói không chỉ có gia chủ nhà họ phan có lẽ còn sánh ngang với đào thần hòa nữa phan lâm khàn khàn nói đám người nguyên tinh khẽ giật mình không nói nên lời trở lại giang thành phan lâm liền bế quan để rèn luyện huyền thiết anh từ chối khéo tất thầy khách tới thăm ai cũng không gặp trong khi đó thì người nhà họ phan đã âm thầm tiến vào trong giang thành hàn lòng hòa tốc báo cáo cho phan lâm biết nhưng anh cũng không quan tâm nhà họ phan phái người tới là chuyện sớm muộn dù sao thì nhà họ phan đã đoán được việc này là do phan lâm ra tay nhưng chỉ cần nhà họ phan không có bằng chứng thì trước mắt phan lâm vẫn an toàn vì vậy nên rèn luyện huyền thiết đến ngày thứ tư thì đồ vật mong muốn đã được tạo ra điều này khiến cho phan lâm rất hài lòng anh không tạo ra đao kiếm mà là lợi dụng khối sắt đặc này để chế tạo ra một bộ ngân châm đang mải ngắm nhìn bộ ngân châm vừa mới được tạo thành thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Phan Lâm vừa lên tiếng, vừa thu hồi lại dị hỏa trong tay. Sau khi thu lại dị hỏa, bộ ngân châm mất đi chống đỡ mà lần lượt như những cánh hoa sao rơi xuống mặt đất. Hàn Long tiến vào trong phòng, nhìn thấy ngân châm vẫn còn đang bốc khói trên nền đất thì hoang mang đến cực điểm. "Tổng giám đốc Lâm, đây, đây là cái này gọi là hồng mông long châm. Bộ ngân châm này được tôi luyện chế từ khối hồng mông huyền thiết kia. Nhưng trước mắt thì vẫn chưa hoàn thành. Phan Lâm vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Hô hấp của Hàn Long phút chốc căng thẳng. Hồng mông long châm sao? Mọi người trên thế giới đều nói rằng ma khí do hồng mông huyền thiết tạo ra đủ sức để thống trị cả thế giới và không ai có thể đánh bại được trên thế giới không có gì có thể cạnh tranh với nó nhưng nếu đem hồng bông huyền thiết dùng để chế tạo ra một bộ kim bạc thì sẽ có tác dụng gì chứ không ai biết phan lâm cũng không biết nhưng anh ấy không thể làm khác được anh ta không giỏi về đao kiếm so với vũ khí anh ta thực sự thích kim bạc hơn tổng giám đốc lâm bọn chúng có gì đặc biệt không hàn long do dự hỏi tôi không biết rốt cuộc tôi vẫn chưa luyện hóa thành công Tôi chỉ xem xét việc luyện hóa khối huyền thiết đó bằng dị hỏa, nhưng tôi không biết chúng có cần dùng nước để che phủ hay không. Việc tạo ra bộ ngân châm này có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian nữa. Phản lầm thở dài một hơi, sau đó đưa tay ra thu lại hồng mông long châm, cất vào trong túi. Mà ông tìm tôi có việc gì vậy? Lúc này Hàn Long nhanh chóng lấy ra một bức thư chỉnh lên. Sáng nay có người gửi thư tới công ty cho anh nói rằng anh mở nó ra để kiểm tra hàn long nói lại gửi tới vậy phan lâm hỏi thánh y sơn trang hàn long đáp lời phan lâm ngây người vội vàng đem thư mở ra xem lúc này sắc mặt của anh thay đổi lạ thường tổng giám đốc lâm đã xảy ra chuyện gì vậy hàn long thận trọng hỏi có chuyện phiền phức tìm đến cửa thôi phan lâm thở dài cau mày nói phiền phức sao thánh y sơn trang viết thư nói rằng họ không có ý định hủy bỏ thỏa thuận ban đầu với Tu Lan. Trong thư nhấn mạnh rằng Tu Lan phải được gà vào Thái Nghi Sơn Trang, đồng thời họ cũng muốn tôi hoàn thành thỏa thuận với tiểu thư Trí Thượng Nghi. Không những thế, họ còn muốn tôi lập tức kết hôn với Trí Thượng Hy, và nếu như tôi đồng ý kết hôn với Trí Thượng Hy, sau đó đồng ý ở rẻ tại Thánh Y Sơn Trang, thì bọn họ có thể buông tha cho Trịnh Tu Lan, không bắt cô ấy gà vào Thánh Y Sơn Trang nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Cái gì? Hàn Long gần như là nhảy dựng lên. Tổng giám đốc Lâm, bọn họ... Bọn họ rõ ràng là muốn buộc ngài ở lại Thánh Y Sơn Trang. Bọn họ tuyệt đối không có ý tốt. Ngài không thể đồng ý được. Hàn Long hét lên. Ngàn vạn tính toán không biết được Thánh Y Sơn Trang sẽ thực sự đồng ý cái thỏa thuận ngớ ngẩn này do trí thượng hy vẽ ra. Chẳng lẽ tôi phải làm theo cách của Thánh Y Sơn Trang sao? phan lâm đau đầu tổng giám đốc lâm cậu có kế hoạch gì không chúng ta nên đi một chuyến xem như thế nào rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi tôi muốn đến thánh y sơn trang để thương lượng với chủ nhân của bọn họ hơn nữa tôi nghe nói loại thánh y này có những bí kíp riêng có lẽ đến đó thì sẽ có thứ tôi có thể mượn thánh y sơn trang để giúp tôi hoàn thành hồng mông long Châm. phan lâm nói nhưng điều này quá nguy hiểm hàn long lo lắng đừng lo lắng dù có nguy hiểm thế nào nếu đối phương muốn tôi ở rể lẽ nào lại muốn hại tôi sao phan lâm cười đúng là như vậy nhưng nếu như tổng giám đốc lâm từ chối bọn họ khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không nổi giận mà làm hại anh hàn long vội vàng nói không sao nếu tôi muốn rời đi một thánh y sơn trang còn con cũng không thể ngăn cản tôi được đâu phan lâm bình tĩnh nói Hàn Long, ông mau thu xếp đi. Trong thư có nói ngày mai sẽ tổ chức đại hôn, muốn tôi đi ngay trong ngày hôm nay. Nếu chậm trễ, bọn họ sẽ ra tay với Trịnh Tu Lan. Thời gian không còn nhiều đâu. Hàn Long lắp bắp cặp môi, thấy Phan Lâm quyết tâm đi, liền gật đầu, chạy đi thu xếp. Thực ra thì Phan Lâm cũng là người có tính toán, Thánh Y Sơn Trang. Trước đó, anh đã biết điều tra qua về Thánh Y Sơn Trang này. Đây là một ẩn thế gia tộc, cũng có nhiều bí mật giống như nhà họ Phan vậy, chỉ sợ vũng nước này còn sâu hơn nhiều so với Trường Sinh Thiên Cung. Tuy Phan Lâm không có hứng thú với thế lực y thuật này, nhưng có thể bên trong những ẩn thế gia tộc này lại có những bí kíp y học cổ đại tuyệt vời có thể giúp anh luyện hóa Hồng Mông ngân trầm. Nếu như có thể tiếp xúc được với một trong hai điều đó thì chuyến đi này của Phan Lâm cũng không hề uổng phí lần trước khi giao đấu với trí thường hy phan lâm đã được chứng kiến một loại độc dược của thánh y sơn trang vì để tinh chế ra loại chất độc này rất có thể trong thánh y sơn trang đã có một hồ nước siêu phàm ẩn chứa sức mạnh vô song rất có thể thứ nước đó sẽ giúp được phan lâm trong việc luyện hóa nghĩ như vậy phan lâm lại càng thêm kiên định với quyết định của bản thân mình bằng mọi giá anh phải đến được thánh y sơn trang rất nhanh hàn long đã bố trí một chiếc chuyên cơ phan lâm dựa theo địa chỉ mà bay thẳng đến thánh y sơn trang đi được vài chục dặm qua một chấn nhỏ phan lâm tới thánh y sơn trang lúc trạng vàng tối cái chấn nhỏ này giáp biên giới trung quốc phan lâm bước đến một cửa hàng nhỏ ông chủ mang cho tôi một chai hồng trà phan lâm hét lên trong tiệm không có hồng trà ông chủ đáp vậy thì đổi cho một bình trà xanh có thêm đường không có Nước trà muốn đựng ở cái gì đây? Nếu là người bình thường, nhất định sẽ nói là có vấn đề. Đồ uống đóng chai thì có thể uống cái gì khác chứ? Nhưng Phan Lâm lại đáp. Lấy bát trà giả bộ đi. Muốn bao nhiêu? Ba bát. Khi giọng nói phát ra, ông chủ lập tức bước qua khỏi quầy. Kính cần chắp tay chào Phan Lâm. Thánh y Sơn Trang, đệ tử Trần Xã, bái kiến Lâm Thần Y. Đưa tôi đến biệt thự Thánh y, càng sớm càng tốt. Phan Lâm nhẹ giọng nói, Lâm Thần Y mời qua lối này. Trần xã cung kính nói, sau đó dẫn Phan Lâm tới hầu đường, mới phát hiện quầy bán quà vặt đằng sau, thế mà đậu một chiếc máy bay trực thăng. Hai người lên máy bay, bay đến vị trí của biệt thự hành hương. Trong khoảng 20 phút, máy bay đáp xuống trước chướng khí. Sau khi vượt qua ba lớp chướng khí đáng sợ, Phan Lâm rốt cuộc cũng bước vào vị trí của Thánh Y Sơn Trang. Cung nghênh Lâm Thần Y Đằng sau chứng khí là mười mấy đệ tử của Thánh Y Sơn Trang. Khi nhìn thấy Phan Lâm, họ nắm tay hành lễ và chào hỏi. Giọng nói đều đều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 291 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.